Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của công ty Thế Giới Mà Vật. Thì hôm nay em xin làm một video để hướng dẫn mọi người cách để mình có thể tạo số nhảy trên phần mềm Bartender. Thì cái phần mềm Bartender mà em đang hướng dẫn với mọi người đây là bản 9.4. Thì nếu như mọi người đang sử dụng bản cao hơn như là 10, 11, hay 29, 26 hay là 222 thì nó cũng tương tự. Chẳng qua là cái giao diện của nó hơi khác một xí hơn nha mọi người. Chứ còn cách thức làm thì nó vẫn tương tự như cách em làm sau đây. Thì em sẽ hướng dẫn mọi người cách để mình có thể tạo cái số nhảy, nó sẽ có thể tiến lên theo từng nấc hoặc là nó giảm xuống theo từng đơn vị ha. Thì cái số mình có thể làm những số xe đi tăng dần hoặc là giảm dần. Thì các bước làm sau đây, thì đầu tiên thì mình tạo giúp em là một cái số ban đầu, cái số này là số cố định ban đầu ha, sau đó nó sẽ tăng lên trên cái số đó hoặc là giảm xuống dần theo cái số đó. Thì để tạo một con tem thiết lập được kích thước và nội dung chữ và mã vạch và tạo khung liên kết Excel ở trong này thì em đã hướng dẫn ở video trước, thì mọi người chú ý xem video trước giúp em nha. Ở video này thì em sẽ tập trung vào đó là tạo số nhảy. Thì đầu tiên như em nói mình sẽ tạo một cái số ban đầu. Đây thì mọi người có thể là đổi cái phong chữ như là Arion hay Thamel của mình, tùy theo mọi người thích chọn phong nào thì mình có thể là chọn phong đó ha. Rồi sai chữ ở đây là một số cái cơ bản ha. Rồi mình sẽ click nút vào sẽ tạo cái ban đầu, ví dụ như em muốn số ban đầu của em là 0001 đi ha, thì nó sẽ nhảy từ 0001 trở đi. Tại vì nếu mình không làm số nhảy thì thay vì từng con tem in ra thì mình phải vào đây mình xóa số 1 để đổi thành số 2 hoặc là xóa số 2 đổi thành số 3 thì nó rất là mất thời gian, tốn công sức của mình, không cần tiền nó gửi ra. Sau khi mọi người đã đầu tiên định nhân cái số ban đầu rồi thì mình tiếp tục em tạo số nhảy, thì mình vào More Option với em ha, trong chỗ này. Rồi tiếp theo là mọi người vào Serialization đây, trong mục này. Rồi tiếp vào đây với em ha. Ở đây nó có hai phần Increment và Decrement. Thì ở đây thì cái này là nó tăng dần, còn cái này là giảm dần. Ở đây nó có thêm hai thông tin, đó là By và Every. Thì By có nghĩa là số đơn vị mà mọi người muốn tăng. Ví dụ như mình muốn là từng content nó sẽ tăng lên 1, 2, 3, 4 nhảy lên từng tấc từng đơn vị, thì mình chọn đây là số 1. Thì sau khi in tem thì nó sẽ in tem đầu tiên là số 1, số rồi số 2, số 3, số 4. Còn nếu mà người muốn nó nhảy hai đơn vị là nghĩa là 1, 3, 5, 7 hoặc là 2, 4, 6, 8 gì đó thì mọi người điền vào đây số 2 với em ha. Còn nếu điền vào số 3 thì nó sẽ nhảy từ 1, 4, rồi 7, rồi 10. Đó cái tương tự cách tính của nó như vậy nha. Rồi còn dưới Everyday thì nó sẽ nhảy theo số label, số tem. Thì bao nhiêu có bao nhiêu tem, số nhảy này trên bao nhiêu tem thì nó sẽ nhảy đối với tem nha mọi người. Ví dụ như là cái này nó nhảy một đơn vị trên một con tem hoặc là hai con tem mới nhảy một lần thì mọi người có thể chọn ở đây ha. Thì em ví dụ trước cho mọi người xem bằng cái là nhảy tăng dần nha. Tăng dần mọi người nhớ chọn Increment giúp em ha. Rồi ok, thì đầu tiên là mình phải nhập cái số định nhân ban đầu cho nó nha. Rồi em nhập 0001, mọi người có thể là bắt đầu từ số 100, 101 hoặc 500, bất kỳ cái số nào mọi người muốn thì nó bắt đầu nhảy. Đây, sau đó ok. Sau đó thì mình nhấn lời in thôi, Ctrl P. Ở đây nó có một số cái thông tin. Đầu tiên số ở đây là số copy, nghĩa là mọi người muốn in số 001 bao nhiêu tấm. Bao nhiêu tấm thì mình nhập vào đây nha. Ví dụ như in 1 tấm thì mình nhập số 1. Còn số 5 dưới này có nghĩa là dưới này á. Đây, lấy giấy tờ dưới này nha. Thì mọi người chọn, ví dụ mọi người muốn in 5 content ra, nó nhảy từ 1 đến 5 thì mọi người nhập số 5 ra thì nó sẽ in ra 5 content. Bắt đầu từ số ban đầu nó sẽ có lên 5 đơn vị và 5 content để nó in. Thì nghĩa là số nhảy dưới này thì mình sẽ nhập ở dưới này giúp em nha, ngay cái phần này à. Thì có một số phiên bản khác thì nó sẽ nằm trên nằm dưới, nhưng mọi người để ý đọc cái thông tin ở đây để mình chọn cho đúng. Sau đó thì em ví dụ như em view lên, mọi người thấy content đầu tiên là 001 này, 0001. Rồi content số 2 là 0002 ha, 0003, 0004 và 0005. Đây, hết rồi nè. Tại vì là em chọn 5 tem thì nó nhảy ra 5 con tem đi ra. Con tem thứ nhất là 0001, 02, 03, 04, 05 ha. Đó. Ví dụ như mọi người không thích nó bắt đầu bằng số 0001 thì mọi người có thể là bắt đầu bằng số là 1234. Ví dụ như vậy ha. Mọi người in, mọi người không muốn in 5 con, mọi người muốn in 10 con thì cứ in 10 con. Em view lên cho mọi người xem nha, còn không in thực tế ha. 2, 3, 4, 3, 5, 3, 6, 3, 7, 3, 8, 3, 9 tới còn đến 10 con tem ha.
Còn cái số 1 cái này thì em cổ ví dụ thử cho mọi người xem thôi. Nếu mọi người dòng số 2 có nghĩa là 1, 2, 3, 4 nó sẽ in 2 lần, 1, 2, 3, 5 in 2 lần, 1, 2, 3, 6 in 2 lần, có nghĩa là tổng hôm nay sẽ in 20 con tem. Và một số nhảy nó sẽ in là 10 con, à một số nhảy nó sẽ in 2 con ha. Em đưa lên cho mọi người xem này. Đây 1, 2, 3, 4 này, 1, 2, đó mọi người thấy không, 2 này. Được mới qua cái thứ 3, đó 4, một cái sẽ in 2 con đó. Ý nghĩa của nó là như vậy. Thì mình có thể là tạo để tạo tăng nhân. Còn nếu muốn giảm dần thì mình là tương tự nhân và more option. Rồi, sẽ relation ha. Thay vì là increment, mọi người gọi đi increment. Đó, nó sẽ giảm một đơn vị. Còn nếu mà muốn giảm 2-3 đơn vị thì mọi người cứ nhập vào cái chỗ đó ha. Tùy theo cái ứng dụng của mình. In, review, em chọn số lượng 1 ha. Để cho mọi người dễ hình dung ha. Đây, số lượng 1 nó sẽ giảm dần từ 1, 2, 3, 4, 3, 3, 3, 2, 3, 1, 3, 10, 7, 9, 2, 8. Đó, nó giảm dần này, mọi người thấy không? Nó giảm dần tới 10, 10, 10, tăng 10, 10 con tem á, theo số lượng mình chọn. Ngoài cái số nhảy này ra thì mình cũng có thể là tạo mà bật nhảy để mình có thể là ứng dụng ở trong cái việc là tạo số ở trong phòng thí nghiệm hoặc là trong phòng xét nghiệm ha, để dán lên trên những cái ống nghiệm á. Vì khi mình đánh tay chắc chắn cái rủi ro sai sót nó có, để cho máy hoặc là phần mềm nó tự động nhảy thì khả năng và nó đúng chính xác hơn so với mình đến đây nhé. Rồi chỗ này mình cứ click đúng không, làm tương tự như cái kia thôi á. Cái này thì mình chọn cái loại code cần, thì em chọn lại code 128 á. Thôi để 128 với nhau mọi người. Rồi vào more option. Rồi tương tự y chang như cái tạo số nhảy vào dưới kia. Rồi tăng dần ha. Rồi ok, đó nó sẽ tăng dần cho mọi người xem ha. Mọi người muốn đổi phong chữ hay là gì đó thì cứ đổi ha. Cái này chỉ cần đèn phần chữ dưới này, còn nội dung trong nó sẽ đã tăng lên rồi, 10 con luôn nha mọi người, tăng lên 10 con view này, đó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nhé, 79 rồi 80, 81, 82, 83, 84 này, cả hai cái đều nhảy dưới nha mọi người, mọi người có thể thấy ha, đó. Sau khi mọi người in xong, tại vì em đang view, còn nếu mọi người in xong nó sẽ nhớ cái số cuối cùng này, nó sẽ tự động lưu về cái số cuối cùng này để nó nhảy tiếp, chứ nó sẽ không in lại ha. Đó thì một số cái hay của nó ở trong chỗ này. Thì đó là cái cách để mình tạo số nhảy ở đây. Thì trong cái nhảy này mọi người có thể là đến phía trước này là cái nội dung đó là chữ H G này T G một V đi G M V thì nó có thể là nhảy được, nó sẽ bỏ qua phần chữ này và nó nhảy cái phần số này thôi. Điêu lên mọi người xem ha, điêu này đây T G một V đó, mọi người có thể thấy ha, nó sẽ bỏ qua cái phần chữ và nó chỉ nhảy cái phần số. Tức là tiện lợi mọi người có thể là thêm những cái ký hiệu vào trước mà nó sẽ không bị ảnh hưởng ha. Thì đó là cái phần nhảy rất là hay ở phần mềm Bartender 9.4 mà em muốn giới thiệu với mọi người và hướng dẫn cho mọi người cách làm ha. Thì trong quá trình làm thì nếu như mọi người có thắc mắc hoặc cần hiểu rõ hơn về cách tạo số nhảy này trên phần mềm Bartender hoặc có bất kỳ vấn đề gì trên phần mềm Bartender ở bản 9.4 hoặc ở 9.4 hoặc là bản bất kỳ thì mọi người có thể liên hệ tới công ty Thế Giới Bảo Mật qua số hotline 1900 3438 hoặc là truy cập vào website thegioibarmat.com. Nếu thấy video này hữu ích thì mọi người cho em xin một like và một subscribe. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả mọi người.